Giang tối qua sốt, hôm qua sốt có cả nhà. Quyền thức nguyên một đêm luôn. Bữa nay Quyền cho ăn cháo, cháo với thịt bò, phải đút mới được. Không chịu ăn tại sốt quá đó, rồi bệnh đó, rồi ho sổ mũi đó, không chịu ăn nè, phải đút. Mình xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Cả nhà Gia Yên bị sốt qua nay là cứ vậy nè, hạ sốt xong rồi sốt lại, hạ sốt rồi sốt lại gì nè, giờ mới ngủ mà lên 38 độ rồi, giờ Quyền phải cho uống thuốc. Nó là Quyền lúc nào trong nhà cũng có thuốc sốt hết trơn, cả nhà có thuốc sốt, cho nên là hả sốt cái là có thuốc uống rồi, sợ nhất là vậy đó. Vậy bị sốt ngày hôm qua nay luôn mà có chút tự nhiên không sốt rồi, thiệt chứ. Là cái là Quyền lúc nào cũng có thuốc đó, cho con nít á, ở nhà có con nít cho nên là lúc nào cũng có thuốc hết trơn á, thuốc sốt nè, thuốc ho này kia, cho nên là có sốt là giờ ấm là bắt đầu Quyền cho uống thuốc liền luôn. Trời, Quyền sợ lắm, sợ nhất là Giang bị sốt á. Quyền bệnh không sao chứ Gia Yên bệnh thì sợ lắm. Trời, Gia Yên bệnh là có sốt thì cho uống thuốc liền luôn, khỏi đợi. Khỏi đi chơi gì hết trơn. Cái 7 chủ nhật nghỉ nha, được nghỉ mà không được đi chơi, sốt mà lấy gì đi chơi. Sáng Quyền hôm qua Quyền có lột khoai mì nè, ăn qua đêm á, xong rồi mình nấu với nước cốt khoai mì, nấu nước cốt dừa. Tranh thủ Gia Yên chưa thức nên mình lấy mình ăn rồi, để hồi Gia Yên thấy chim đầu nha. Ông ta vậy kìa. Xin chào ông bà cô chú nè, xin chào ông bà cô chú, xin chào ông bà cô chú, xin chào các bạn, xin chào các bạn. Giang bệnh rồi. Giang bệnh rồi. Giang sốt rồi. Mẹ sốt rồi. Giờ cho ăn cháo, hồi nãy uống thuốc xong bây giờ ăn cháo. Định múc khoai mì nước cốt dừa ra ăn, thấy Giang thấy Giang đòi ăn. Quyền nghỉ nấu, nghỉ ăn luôn. Giang đòi ăn, Quyền nó chưa chín. Vậy ra thấy mình ăn gì cũng đòi hết trơn á, nóng á, nóng hết trơn, mới hầm cháo rồi. Ê xèo là bà giờ nè bà là bà cái mồi đòi chót luôn à. Số 38 độ nhưng mà tinh thần còn thoải mái lắm, khóc có la chứ. Để một hồi cho uống thuốc ho luôn nữa. Hơ cho cơ. Hơ 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 chân sư giao rồi, không chịu uống thuốc. Mấy giờ tàm. Mấy giờ gì? Bố sư chưa sư giao chân cơ sư giao rồi. Hứa là cái này cái điều hứa là con dê mang dép vô, không có được bỏ dép đi. Nhà sạch sẽ bắt đầu bỏ dép ra đi bộ vậy đó, đi vào không. Cháo mới nấu không mà cô chú, nóng quá. Để ngồi ngủ chút đi. Được cái gì, được cái là bị sốt không khóc không la. Đỡ cái gì đó. Dây mà khóc la nó chắc Quyền mệt chết luôn á. Tại trong người thì đang mệt á.
trong người mình cũng đang mệt á, vô mà khóc la là chắc mình bỏ cổ luôn nè. Dây mà bị sốt vậy hay là Quyền thức sáng đêm luôn, Quyền không có ngủ được mà cô chú ơi, kiểu như quen á, dây từ nhỏ đến lớn là do Quyền giữ á, rồi thành ra ha, dây chỉ cần nhúc nhích một cái là Quyền tỉnh nè, nhúc nhích một cái là Quyền thức rồi, vậy ngộ vậy đó. Dây vừa sốt một cái là Quyền gờ cái ấm ấm là bắt đầu Quyền đo liền, lấy cái thủy đo liền, rồi dính sốt. Trời ơi, Quyền gầu gì đâu luôn á. Ổng bệnh là Quyền gầu đó. Đâu đi được, đâu có đi đâu được đâu, ở nhà không mà. Bữa nay thứ bảy nữa. Tính ba ba tính chở đi theo chơi mà. Mà hôm qua nay sốt rồi đâu có đi được đâu. Mời ông bà. Ông bà ăn. Ê, biết không? Không biết không? Vâng, sao chị? Vâng, sao chị thăm con này? Rồi, mời ông bà. Nói đi con. Muốn trả lòng. Chị bây giờ sẽ đợi. Rồi, mời ông bà. Không. Nè, mời ông bà. Mời ông bà. Ăn cháo. Ăn cháo. Cháo. Ừ. Cháo. Ừ. Cháo. 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 Nãy khoai mì chưa chín lắm nên là Quyền nó chín rồi, kiểu như nó chưa mềm á, thành ra là Quyền nấu thêm nữa, nấu thêm 25 phút nữa. Nè, quay quay cầu bắt bệnh là ăn là phải đút vậy đâu mà chú không đút là không chịu ăn đâu. Bình thường thì tự ăn được. Bệnh cái là nhõng nhẽo không chịu ăn. Ngồi đàng hoàng coi. Cho Gia Yên ăn xong cái Quyền chạy lên lầu 7 trển á, phơi mệt mùng cho Gia Yên nè. Mới lấy xuống bây giờ bắt đầu dẹp. Gia Yên ăn xong rồi. Nhìn ngon quá cả nhà ơi, hồi nãy nó chưa có luộc á, Quyền mua khoai mì kè á, Chị thấy Duyên đợi ăn nữa. Mama, giờ nóng quá, nóng. Cả nhà ăn khoai mì với Quyền nha. Ở trốn ra đây ăn luôn mà cô chú ơi, để Duyên thấy Duyên rồi. Tại Duyên đang sốt đó thì lỡ cho ăn chúng chắc ho mất công nữa. Cái này khoai mì là Quyền lột hôm qua rồi. Hồi trưa hôm qua Quyền đã lột rồi. Ngâm rồi thành ra là phải nấu, không nấu thì nó hư luôn mà cô chú. Thành ra là phải nấu. Mời ông bà cô chú nha. Mình mua khoai mì kẹ. Khoai mì kẹ hình như là nó vàng á, nó ngon ghê luôn, nó dẻo á. Ở Quảng Đông á trời nóng quá trời luôn mà cô chú ơi. Được một tuần này là không có mưa, mấy tuần trước là mưa không à. Một tuần này thì trời nóng rồi. Hôm qua Quyền định ra đi đô, xong cái chị bạn á, cái chị ở đối diện phòng á, chị qua chị nói chuyện tao buổi trời luôn, thành ra Quyền không có chỉnh video, rồi tối tới cái dây bị sốt nữa, rồi hồi mình bỏ luôn cái video đó để mình chỉnh sau.
Để thay cho chín. Trông cho đẹp vậy thôi chứ Huyền đâu có ăn đâu. Có ngày vậy đó, hai mẹ con Huyền ở nhà là cái vòng vòng nhà không mà cô chú ơi. Lâu lâu trời mát mát mới dẫn nhau xuống công viên chơi thôi. Không mà có chị bạn đối diện đó, lâu lâu thì cũng qua xã giao nói chuyện này kia. Ở ngoài thì cũng gặp người này người kia xã giao nói chuyện thôi chứ không có thân lắm. Không có thân. Hai mẹ con mỗi ngày lủi hủi ra. Hai mẹ con tới ngày lủi hủi có nhau vậy đó. Gia Yên đi học rồi thì Nguyễn trong phòng. Trong phòng làm công chuyện nhà này kia đó. Rồi xong rồi cái mình nghỉ ngơi xong rồi hay là tới giờ đi rước Gia Yên luôn à. Rước Gia Yên về ha là cho Yên ăn uống tắm rửa rồi tới Quyền ăn uống Quyền tắm rửa xong rồi ha là tới tối luôn. Đôi khi Quyền ông bà cô chú cũng thông cảm cho Quyền nha. Tại vì Quyền nói chuyện nhiều khi cũng kiểu như Quyền không có biết lưu lẹo, Quyền không có biết lấy lòng ai hết trơn á, Quyền cũng không biết ăn hớp cũng không có khéo, với lại không có định hớp, không biết định hớp mà cũng không biết. Nói chung là sò lắm, mà cũng là Quyền sò lắm. Rồi với lại hả, Quyền có làm sao Quyền nói vậy hả, thành ra là họ nhiều khi cái lời nói của mình á thật lòng quá, thành ra cũng mất lòng nhiều người. Nên là cho Quyền cũng xin lỗi ông bà cô chú rất là nhiều luôn. Quyền có làm sao thì Quyền nói vậy thôi à. Ông bà cô chú cũng thông cảm cho Quyền nha. Cái nhà trọ bữa trước mà Quyền có quay cho ông bà cô chú xem là Quyền đi xem á, thì nó nằm bên đó đó ông bà cô chú, thì nó nằm đối diện bên kia đó, bên kia sau cái đằng nhà cao cao đó đó, sau cái nhà cao cao đó đó là phía sau đó đó. Mới đầu á là bà chủ bà chưa có ra giá, chưa có ra giá, cái anh Hồng Bá ảnh mới nói, ảnh mới trả giá là 808. Thì đặt cọc trước là 380 tệ á. Xong rồi hay bây giờ bà chủ có nói, bà nói bà không bà nói là vì có bầu quá rồi sanh em bé đó, thành ra là nhà mới, thành ra là bà không, bà chủ quá bà không cho, không cho bà nói kiểu như là bà không cho ở. Thôi mai đi ba. Bà chủ nói là kiểu như là nói là Quyền ở cử á, thành ra là bà chủ không cho đó. Mới đầu thì bà chủ không chịu nói đi, nhưng mà nó vòng vo tới hồi là bà chủ phải lên giá tiền mà cô chú ơi, ý không, ý của bà chủ á là hay chồng trả giá rẻ quá cho nên á là bà muốn lên giá, nhưng mà bà không, bà ngại, bà không dám nói thằng bà cô chú là cái nhà đó tới 1,200 một tháng, điện nước rồi này kia cũng lên luôn. Cho nên là bà trả tiền cọc lại ông bà cô chú. Bà nói cái nhà đó thì bà nói là tới tháng 9, tháng 10 mới xong. Cho nên nó kêu hay chồng Quyền đi kiếm chỗ khác đi. Không phải là do Quyền sanh em bé ở cử gì hết trơn á, tại vì không muốn lên tiền nhà. Rồi cái bà ngại bà không nói, rồi cái chồng Quyền anh thằng bá hỏi nó vòng vo một hồi là bắt đầu nó nói cái phòng trọ đó 1,200 thôi thì nó hơi mắc, cho nên là ha, để hai vợ chồng Quyền đi kiếm phòng trọ khác không bà cô chú ơi. Bởi ở đây phòng trọ mắc lắm, còn ở bên đường hạ hồi đó Quyền cũng ở nữa, một phòng ngủ một phòng khách cũng giống như cái nhà bữa Quyền coi á, là chỉ có 650 thôi là bằng cái phòng Quyền đang ở hiện tại nè. Tại vì Quyền đang ở gần thăm viếng thôi chứ không phải là thăm viếng không mà cô chú ơi, kiểu như sát đất á, khoảng đi khoảng 300 cây số nữa mới tới thăm viếng, tại nó sát đất vậy thôi chứ nó không có nằm trong thăm viếng. Rồi cái thành ra hả là cái giá nhà nó rất là cao luôn, rồi tiền ăn tiền uống kiểu như rau đồ này kia thịt á cũng cao hơn. Ở bên đường hạ lúc trước là cái chỗ bệnh viện mà Quyền đi khám bầu á, sinh dây đó là cách đây 20 cây số, thì cái phòng trọ thì nó rẻ hơn, đồ ăn rau đồ này kia cũng rẻ hơn nữa, mà bên đây cái gì cũng mắc hết trơn á. Quyền đòi qua bên đó ở mà anh Hồng Bá nói là đi làm xa quá anh không chịu, bởi vì Quyền cũng
cũng rất là mệt luôn, tại vì mình cũng đang kiểu trong thời gian cũng mình cũng đang trong thời gian khó khăn á, thành ra là mình cũng muốn tiết kiệm một chút á, nhưng mà ở xa quá thì ảnh đi làm về không có thời gian đi làm về, không có thời gian về luôn, chứ mà ngõ bên đó là chắc ảnh ngủ trên xe rồi đó, thành ra là thôi anh không chịu rồi, cái thôi bây giờ chắc kiếm vòng vòng ở gần luôn á, chắc Quyền kiếm vòng vòng ở gần luôn, ở gần nó hơi cao quá, tới 1,200 rồi, bên kia họ vòng rất là rộng luôn mà chỉ có 650 tệ thôi à, còn bên đây cái phòng đơn ông bà con chú thấy đó chỉ có 10 mét vuông à, 10 mét vuông, 12 mét vuông à, nó rất là nhỏ luôn. Rồi đồ thì nhiều đồ mùa đông, mùa hè, mùa thu, rồi đồ quần áo này kia, rồi gia dụng này kia, rồi ta nói đồ lặt vặt nó nhiều lắm, thành ra là ha, phòng đơn vậy nè không có đủ chỗ để, ông bà con chú ơi, không có đủ chỗ để, phải ở một phòng ngủ, một phòng khách á là mới để đủ, chứ ở phòng đơn vậy là không có để đủ. Đi làm à? À ba. Vậy đi toilet. Vậy đi toilet là ha, tự đi không à, mà chú là từ nhỏ tới lớn đi không dội. Từ nhỏ tới lớn đi toilet là tự đi lớn đi nhỏ gì cũng vậy chứ à, tự đi không mà ha, mình không có oxy. Mà vô trường thì không chịu đi đâu, rồi đợi về nhà mới đi không mà, đi học á không chịu đi đâu, tại về nhà mới đi không mà, mai mốt có đứa thứ hai rồi, thành ra là mình phải ở cái phòng lớn hơn để có không gian chút á, thì cũng có chỗ để. Rồi với lại anh thằng bá về nhiều khi con nít mà, tại vì nó hơi quậy, nó nhiều khi nó cũng hơi khóc, cho nên là phòng ở trong phòng có gì đóng cửa lại để ảnh cũng có thời gian nghỉ ngơi, không có ồn ảnh á. Quyền nấu một món rồi còn một món nữa nè, lỡ lột rồi mình tính cà cho luôn, cà cái làm khoai mì nướng á, xong bỏ tủ đông không mà cô chú, khi nào ăn cái mình lấy ra mình hâm. Trời, Quyền lột ra củi ngày hôm qua luôn á, thời gian bệnh là thành ra là bỏ ngang luôn. Xin chào ông bà cô chú. Nhìn đây là nhìn đâu vậy? Đây, xin chào ông bà cô chú, phải nhìn vô màn hình chứ nè. Xin chào ông bà cô chú. Anh chị. Dạ các bạn. Dạ các bạn. Yeah. Bệnh mà còn quậy vậy đó. Gỡ, không bệnh là quậy cỡ nào mà cô chú. Thì video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi bà cô chú ơi, tại vì Quyền thấy video cũng hơi dài rồi đó à, thì có gì ngày mai nói tiếp tục à, thì video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi, cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền nha. Ông bà cô chú anh chị và các bạn có yêu thương kênh của Quyền á, thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền nha, nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Và tạm biệt cả nhà vào video sau nha, bye bye. Cô chú. Ba bà ông bà chú. Ngày mai. Ngày mai. Gặp lại. Bye bye.